là một bạn nữ ở trong lớp ha. Xinh đẹp, ngoan hiền, thùy mị, đoan trang, dễ thương, học giỏi. Ai à? Tôi đâu biết ai. Tôi đã nói là tôi ví dụ thôi nha. Trời ơi, lại còn hỏi là ai. Ví dụ nha. Ví dụ là trong lớp mình có một bạn nữ xinh đẹp, ngoan hiền, dễ thương, thông minh, học giỏi. Đó. Có không? Sao lại không? Có chứ. Ngày nay nữ như vậy cũng rất là nhiều ha. Vậy bây giờ cho tôi hỏi, nếu bạn là B, tôi nói A nha, nếu bạn là B, làm sao để đeo đuổi được X đây? Hả? Nếu bạn là B, bạn làm sao để đeo đuổi được X? Thôi hả? Thôi. Nếu mà thôi thì đơn giản quá. B, tôi giả sử rằng cũng muốn không có để ý tới X nữa, nhưng mà tại vì hàng ngày gặp nhau, hàng ngày thấy nhau, bây giờ muốn không để ý cũng không được. Nó khổ vậy đó nha. Và thậm chí là hè B về quê mà B vẫn cứ nhớ tới X hoài à. Đó, vậy bây giờ làm sao? Vậy bây giờ làm sao? Các bạn đầu hàng phải không? Chứ làm sao? Hả? Bạn kia có cái gì mình có cái đó. Bây giờ làm sao mình hơn được? Thứ nhất tôi nói cao, chiều cao có cải thiện được không? A cao 1m85 á, bây giờ B làm cách nào cao được 1m85 đây? Bây giờ B có 1m7 rồi, giờ làm cách nào cao được 1m85 đây? Tôi nói chỉ đơn giản như đó thôi đó, đúng không? Cái thứ hai, A rất giỏi bóng bàn, bóng chuyền, vô tức là huy chương vàng bóng bàn, nằm trong đội tuyển bóng chuyền của trường, đi thi cấp thành phố. Bây giờ làm sao? Làm sao mà bằng kịp? Thứ ba, hai nữa tôi nói về cha mẹ. Nói là A có cái gì B có đó. Bây giờ cha mẹ sao đổi được? Cha mẹ của A hai người giám đốc hết trơn rồi, cha mẹ B là nông dân. Bây giờ về nói ba mẹ thành lập doanh nghiệp đi chắc. Được không? Đâu có được. Trời ơi, không suy nghĩ đơn giản vậy được. Cho tôi biết còn cách nào. À đúng rồi. Tức là B không cần thiết phải học giỏi như A, nhưng B hãy chứng minh rằng mình là người có ý chí. Có đúng không? Tức là phải đi tìm ra cái nào mà nó đỡ yếu nhất. Vì nếu mà so với A, tất cả mình đều là yếu thế hơn. Vậy đặc điểm nào đỡ yếu nhất? Đó là đặc điểm tốt nhất của mình. Có hiểu ý tôi nói không? Nha. Vậy thì trong trường hợp đó, A có lợi thế hết, B yếu thế hơn. Vậy chỉ còn có cái học là B có thể thay đổi được chỉ trong vòng vài tháng. Đúng không? Tôi ví dụ như từ trước giờ B làm biếng, B phải đi làm thêm. Thế là B về, B mới nói thôi mình mệt lắm rồi, mình chết tới nơi rồi, thôi mình phải đi ngủ. Thế là ngày nào B đi học về, cái B đi làm thêm, cái B đi ngủ trơn à. Không có chịu học hành gì hết. Đúng không? Bây giờ cái vì có X nha. Thế là B mới quyết tâm làm sao để chứng minh cho X thấy rằng mình là một người có thể có thể là rất là tốt. Thế là mình mới quyết tâm về, à lên một cái kế hoạch đi làm, đi học về nha, đi làm thêm, tối về vẫn thức khuya học bài làm bài. Thế là bài vở của B lúc nào cũng ngon lành. Và vì vậy cho nên tôi nói thật với các anh chị, đâu có khó đâu, chỉ tại mình chưa quyết tâm thôi. Chưa quyết tâm hả, trong vòng một học kỳ còn hoàn toàn có thể cải thiện được điểm, đúng không? Có điều là phải quyết tâm ngay từ đầu học kỳ, chứ đến giữa học kỳ rồi mới quyết tâm thì không kịp nha. Nó hơi nhiều thì chạy không kịp. Chứ quyết tâm từ đầu học kỳ là cải thiện được điểm. Và nếu như những học kỳ trước cả lớp chẳng biết B là ai, đúng không? Điểm phát ra điểm B như mọi người, hoặc thậm chí còn thấp hơn mọi người, đâu ai biết B là ai. Đến học kỳ này cứ mỗi lần công bố điểm cái cả lớp xôn xao. Sao mà cứ A 90 điểm thì B cũng 8-9 điểm. Cả lớp bắt đầu hỏi B là ai, đúng không? Thế là đương nhiên trong đó có cả X. Và X sẽ từ từ để ý tới B. Có đúng không ạ? Và tôi nói nghiêm túc, nếu trong trường hợp đó các bạn nên để ý tới A hay B? B. A hay B? B. Bằng kinh nghiệm bản thân, tôi khuyên các bạn nữ trong trường hợp đó hãy để ý tới B hơn là A. Lý do: A hoàn hảo quá, cho nên quen với một người như vậy, thứ nhất khó giữ lắm, thứ hai mình không ngừng nỗ lực để bằng với người đó mệt lắm, là mình căng thẳng lắm, đúng không? Trong khi đó mình nhiều khi mình có con đường riêng của mình, nhưng mà nếu mà mình quen với A, mình sẽ mất luôn con đường của mình. Tại vì mình sợ mất A mà, lúc nào mình cũng phải đi theo cái hướng mà A muốn, có đúng không ạ? Vì vậy cho nên là tốt nhất
đừng để ý tới A mà hãy để ý tới B. Cho nên các bạn đừng ngạc nhiên là tại sao những người mà quá hoàn hảo lại rất khó lập gia đình, hoặc lập gia đình từ rất sớm, hoặc rất khó lập gia đình, đúng không? Đó là lý do mà tại sao các anh chị mới thấy là con vua cháu chúa, những nhà quyền quý, người ta luôn luôn lập gia đình cho con rất là sớm. Tại vì thường người ta biết là trong cái bối cảnh đó mà quá hoàn hảo, mà quá hoàn hảo thì rất là khó nếu mà để cho tự quyết định, khó lắm luôn đó. Cho nên là tốt nhất là lập gia đình sớm, tức là bố mẹ quyết định cho luôn thì nó tốt. Nhà các anh chị còn không, tại vì nó sẽ có trường hợp như vậy, trên thực tế nó sẽ là như vậy. Cho nên là trong trường hợp đó thì thực ra là nên để ý tới B hơn là để ý tới A. Nhưng mà bạn nào mà là A đừng có buồn nha, A thì vẫn có thế giới riêng của mình, đúng không? Giống như là tôi nói, như là hoa hậu Hoàn Vũ của mình á là cái gì nhỉ, Thùy Lâm á. Các anh chị biết là Thùy Lâm là hôn nhân là do bố mẹ định đoạt đó chứ. Thùy Lâm đẹp như vậy đúng không, giỏi như vậy đúng không, và giàu có như vậy. Bố của Thùy Lâm là tổng giám đốc của Mercedes Việt Nam. Cho nên Thùy Lâm trước đây là học trường Nguyễn Du, rồi sau đó lên là học trường Lê Hồng Phong đó. Nhưng mà có điều khi mà học đại học á, thì Thùy Lâm hơi bị lộn xộn, đến giờ vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Qua Đức học rồi, bố mẹ cho qua Đức đi du học rồi, nhưng mà học dở chừng rồi cái bỏ, chuyển qua học nghệ thuật. Vì vậy cho nên là về nước thì Thùy Lâm chuyển sang học. Thùy Lâm tự động á, dối gia đình từ bỏ trường đại học quản trị kinh doanh tại bên Đức, tại vì học về sản xuất xe hơi mà. Cho nên đẩy qua bên đó, quản trị nhà máy sản xuất xe hơi, cho nên đẩy qua bên đó. Cái cuối cùng cái Thùy Lâm trốn qua Mỹ đi học trường âm nhạc. Thế là bây giờ về là Thùy Lâm, tức là học cái lớp đó là lớp ngắn hạn thôi, có 6 tháng thôi. Cho nên là cuối cùng là Thùy Lâm là không có bằng đại học nha. Nhưng mà bố mẹ là quyết định đấy chứ. Và chồng của Thùy Lâm là con, là tiến sĩ về kinh tế học, nhưng mà là con của tổng giám đốc của, để tôi nhớ coi, đúng rồi môn đăng hộ đối đó, là hai bên cha mẹ quyết định mà, hai bên cha mẹ giới thiệu với nhau, rồi sau đó là hai người này gặp nhau, thế là thấy hợp được là cưới luôn đó. Cho nên là chỉ trong vòng mấy tháng thôi, các chị thấy không, 3 tháng tới 6 tháng là cưới luôn đó. Vì vậy cho nên là tôi mới nói là chỉ có cái trường hợp đó thì còn nhanh nhỉ, chứ còn để cho tự quyết định, tôi nói như Thùy Lâm có nhanh được không, sao mà nhanh được, vì những người như vậy thường người ta sợ. Đúng không ạ? Vậy ở đây tôi nói lợi thế so sánh là gì? Lợi thế so sánh là lợi thế mà như các bạn hồi nãy đã nói, là lợi thế có được nhờ vào đặc điểm mà đỡ yếu nhất hoặc là đỡ xấu nhất trong các đặc điểm hiện có của bản thân. Đỡ yếu nhất hoặc đỡ xấu nhất trong đặc điểm hiện có. Tại vì nếu mà mình so với đối phương mình thua hết, đúng không? Tức là mình yếu hết. Nhưng mà trong những cái nào của mình hiện có, cái nào mà đỡ xấu nhất thì cái đó là cái tốt nhất. Các anh chị hiểu cái logic đó đúng không? Vậy thì bây giờ tôi ví dụ nè, với hai quốc gia có chuyện này không? Ví dụ nếu mà so với Mỹ nè nha, chi phí sản xuất gạo và ô tô của Việt Nam nếu so với Mỹ, thì tôi ví dụ như là nó là như vậy nè, chi phí cho một đơn vị thì của Việt Nam là 5, Mỹ là 4. Một đơn vị sản phẩm nào đó trong cái thiết bị linh kiện của ô tô đi, Việt Nam là 80, Mỹ là 20. Như vậy các anh chị hình dung rằng trong trường hợp này Việt Nam có tí lợi thế nào không? Không, Mỹ có lợi thế hết. Vậy trong trường hợp này không lẽ Việt Nam chỉ chuyên nhập khẩu hàng từ Mỹ? Đúng không? Không bao giờ, đúng không? Việt Nam sẽ phải đi tìm cho mình một cái lợi thế. Vậy lợi thế có được sẽ là gì đây? À, lúc này sẽ là gạo. Bởi vì mặc dù ở cả hai ngành chi phí của Việt Nam đều cao hơn, nhưng mà ở ngành gạo chi phí sản xuất cao hơn, ít hơn, đó là ngành có lợi thế hơn. Nhưng nếu đây là bài toán năng suất, không phải bài toán chi phí, thì các anh chị lại phải lập luận là cả hai ngành năng suất đều thấp hơn, nhưng ngành nào năng suất thấp ít hơn, đó là ngành có lợi thế hơn. Nếu mà là bài toán chi phí, ngành nào có chi phí cao hơn, ít hơn, đó là ngành có lợi thế hơn. Hiểu rõ tôi nói không? Nha. Như vậy trong trường hợp này thì Mỹ nên chuyên môn hóa vào sản xuất ô tô, Việt Nam chuyên môn hóa sản xuất gạo, rồi hai nước trao đổi với nhau thì cả hai cũng đều có lợi. Và cái lợi cũng giống như hồi nãy, tức là người tiêu dùng ở ngành nào thì có lợi, người sản xuất ở ngành nào thì có lợi. Rõ ràng chưa? Và trên thực tế các anh chị biết quốc gia mà áp dụng triệt để nhất lý thuyết này đó là Mỹ. Là Mỹ. Và các anh chị biết Mỹ mới xác định những ngành mà mình có lợi thế là những ngành nào.
ngành sản xuất vũ khí, ngành sản xuất tế bào. Tế bào tức là như tôi đã nói, tức là ở Mỹ bây giờ người ta đã làm được cái việc, ví dụ như bạn bị ung thư gan phải không, người ta sẽ mổ nội soi lấy một tế bào gan của chính bạn ra, người ta mới nhân nó lên cho nó thành nguyên cái lá gan của bạn luôn, mà bằng chính tế bào của bạn. Rồi sau đó người ta mổ banh bạn ra, bạn người ta mới cắt cái gan kia đi. Không, tức là hai giai đoạn chứ. Một giai đoạn là mổ nội soi, còn giai đoạn kia là thay thì phải mổ banh chứ. Mổ banh là một cái từ bình thường trong y học, các anh chị, tức là mổ mà mổ tung ra hết, mổ hết cái khoang bụng ra thì gọi là mổ banh. Thì người ta sẽ mổ hết ra, người ta mới cắt cái gan cũ, người ta bỏ cái gan mới vô. Tuy nhiên là tôi nói là, tức là một số quan điểm người ta cho rằng nếu mà cứ thay cái kiểu đó đó thì con người ta vẫn sống, nhưng mà cái chất lượng nói chung là nó có tốt được như cũ không? Mặc dù là tế bào của mình ấy, nhưng mà tế bào đã lấy khi mà mình đã phát bệnh, có đúng không? Cho nên bây giờ nhiều người mà là tỷ phú, các anh chị, người ta cẩn thận lắm. Người ta cho mổ nội soi hết tất cả các bộ phận trong cơ thể luôn, lấy hết ngay từ lúc người ta đang khỏe mạnh. Rồi người ta làm sẵn luôn để đến lúc mà người ta có chuyện gì á là thay, hư cái nào thay cái đó. Và ở bên Mỹ á, người các bác sĩ Mỹ cực giỏi trong vấn đề phẫu thuật. Nhưng mà những cái bệnh khác, ngày xưa bệnh gan ở Mỹ là không chữa được nha. Tại vì bệnh gan là các anh chị biết rồi, nếu mà chỉ có mổ mà thay á thì người Mỹ người ta làm được, nhưng mà trước đây không có gan để mà thay. Còn bây giờ thì Mỹ mới làm được cái chuyện đó, nhưng mà chi phí cũng rất là đắt, cho nên người giàu mới làm được, người nghèo không có làm được. Và bảo hiểm y tế cũng không làm cái đó. Bảo hiểm y tế chi phí cho tim được nè, chi phí cho thận được, cho bao tử được, nhưng mà cho gan, cho phổi này kia, những cái mà nó chi phí nó cao quá, tại vì nó mới quá đó các anh chị, thì chi phí nó đắt khủng khiếp luôn, thì ngay cả bảo hiểm y tế họ cũng không chi trả. Đó, thành ra là vẫn không tiến hành được cho đại đa số, mà chỉ tiến hành cho một số ít. Thì người ta nói rằng, vì nếu mà người ta thay mà cái lúc mà mình đã phát bệnh á, rồi lấy cái tế bào đó mà nhân lên á, một tế bào lành lặn mà nhân lên chăng nữa, thì thực ra là cái mầm mống bệnh nó vẫn có. Cho nên là nó sẽ dẫn đến sao ạ? Suy thoái mà giống nha các anh chị. Bởi vì nếu như người đó vẫn qua kỳ phẫu thuật thay hết rồi, người đó sống nha, nhưng mà người ta lại tiếp tục lập gia đình, và người đó lại sinh con ra, vậy thì những đứa con nó càng ngày nó càng sao, nó càng yếu đi. Cho nên là hiện nay là một số nhà khoa học người ta lại phản đối cái chuyện đó, nhưng mà hiện nay thì một số đông người ta vẫn ủng hộ, là tại vì người ta có thể kéo dài tuổi thọ của mình ha. Thì như vậy là tôi lưu ý là Mỹ họ có một số những cái đặc điểm như vậy. Thế là cái ngành nào mà là ngành mà nước Mỹ không có lợi thế, đó là ngành sản xuất hàng tiêu dùng. Tại sao? Bởi vì sản xuất ra lương thực, thực phẩm, rồi quần áo, giày dép, vân vân là những ngành đòi hỏi sử dụng nhiều nhân công. Đúng không ạ? Đặc biệt là may mặc, tôi nói không có cách nào mà thay được người ngồi may hết trơn á. Đúng không? Phải có người ngồi may. Và dù cho máy móc của anh tối tân tới mấy cũng phải có người ngồi đó mà may. Và chi phí nhân công ở Mỹ đắt nhất thế giới. Cho nên là nước Mỹ họ chủ trương, họ mở cửa thị trường đó để hút hàng từ nước ngoài vào. Và như vậy ai là người có lợi?